Cho đến bây giờ, nhiều người dân ở xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên vẫn chưa tin chị Vũ Thị Tươi là người biến cay thành ngọt. Nhưng sự thật, từ năm 2022 đến nay, chị không chỉ là người biến cay thành ngọt ở xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, mà còn biến cay thành ngọt ngay trên mảnh đất quê hương, thôn Đà Quang, xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Bằng chứng, mỗi xào ớt sau gần một năm có thể cho thu lãi hơn 12 triệu đồng, cao gấp gần chục lần so với cấy lúa. Từ xa xưa, đồng đất Đa Quang chỉ chuyên canh cây lúa. Vì thế, khi biết chị Vũ Thị Tươi, một người dân trong thôn đưa cây ớt vào trồng với diện tích gần 7 mẫu, người dân trong thôn nửa tin nửa ngờ. Khi chị Tươi đưa cây ớt vào mô hình trồng tại quê tôi, thì cơ bản bà con thiếu sự tin tưởng, không tin tưởng. Bởi vì lẽ là người ta lo cái sản phẩm. Bởi vì cây ớt là cây gia vị, không phải là cây lương thực, cũng không phải là cây mang cái chợ bán được số lượng, nó không được bao nhiêu. Cho nên là cái lo là lo cái thị trường. Khi người ta làm ra sản phẩm mà thị trường không ổn định là người ta không tin tưởng. Sau khi chuyển trải qua các công việc như là nhân viên Viettel này, nhân viên của công ty giày da Ngọc Tè này, thì tôi thấy rằng là mình thích hợp với ngành nông nghiệp nhiều hơn. Thì đó thì vào năm 2017 là tôi quyết định xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn. Lúc cao điểm là tôi chăn 10 con lợn nái và 1-200 con lợn thịt. Và thời điểm dịch tả lợn châu Phi thì xuất hiện thì bao nhiêu là của cải là cứ đợi lón ra đi suốt thôi. Kinh tế đã bắt đầu lại giảm sút, gặp khó khăn. Thì tôi có được một người bạn giới thiệu cho tôi về cái mô hình trồng ớt của công ty xuất nhập khẩu nông sản T9 có địa chỉ tại Thượng Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội. Là họ đang triển khai qua một số tỉnh, ở Hưng Yên thì chưa có đâu. Nên vì đó tôi nghe thấy là ở Ninh Bình, nên là tôi đã sang Ninh Bình đầu tư là tầm 3 mẫu. Vụ ớt năm 2022, vụ ớt đầu tiên ở Ninh Bình, chị Vũ Thị Tươi thắng lớn. Sau 9 tháng, kể từ thời điểm trồng, trừ chi phí đầu tư, một sào ớt cho thu lãi hơn 12 triệu đồng, cao gấp gần chục lần so với cấy lúa. Từ đấy, mong muốn đưa cây ớt về quê càng thôi thúc chị Tươi. Từ thực tế ở Ninh Bình nên tôi thấy cái hiệu quả sản xuất của cây ớt nó rất lớn. Nên là tôi đã nhiều lần gặp gỡ với công ty xuất nhập khẩu nông sản T9 để đưa được cái mô hình này về với Đa Quang, Dị Chế. Và sau khi mà được công ty chấp thuận thì là tôi cũng về để đạt ý kiến với các cấp lãnh đạo và được các cấp lãnh đạo tạo điều kiện cho tôi là mở rộng cái mô hình này về với Đa Quang là gần 7 mẫu. Tâm sự với chúng tôi, chị Tươi cho biết, sau những ngày tháng chờ đợi, dự án đưa cây ớt về trồng trên đồng đất quê hương đã được công ty xuất nhập khẩu nông sản T9 chấp thuận, khiến chị vô cùng phấn khởi. Được sự quan tâm cổ vũ, động viên của lãnh đạo địa phương, đặc biệt là các cán bộ phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, chị đã nhận thầu và thuê đất của một số hộ để trồng ớt. Sau khi được sự đồng ý của chính quyền thì tôi đã cho thuê máy về để lên luống làm đất. Và làm đất thì tôi đã dùng cái chế phẩm của công ty cung cấp để xử lý đất. Và sau đó thì tôi dùng Chico Đề Ma cộng với lại phân để ta bón trên mặt luống. Sau đó sau khi bón trên mặt luống từ 7 đến 10 ngày xong thì tôi cho tháo nước vào để ngâm luống và để xử lý các cái sâu bệnh như là sâu đất và đặc biệt là cái con mà nó cắn cây. Sau đó thì tôi đã thuê một người dân tại thôn Nệ Chi, xã Thủy Nôi để họ gieo cái cây giống cho tôi từ 25 đến 30 ngày là tôi sẽ mang được cái cây giống đấy về để gieo trồng. Cây giống phải đạt từ 15 đến 20 cm để về trồng trên luống ớt và sau khi đã xử lý đất xong thì cái luống là trồng cây cách cây là bằng 50 cm, mặt luống là phải 80 cm và đã được phủ ni lông để khử cỏ. Mỗi sào là chúng ta phải trồng tối thiểu từ 650 cây đến 750 cây và cái quá trình kết thúc là trồng trước xong là ngày 25 tháng 12 năm 2023. Từ thực tế đưa cây ớt vào trồng ở địa phương thì yếu tố khoa học kỹ thuật có vai trò rất quan trọng. Thời điểm đầu vụ, thời tiết không thuận lợi, nhiều ngày có rét. Một số cây bị chết, những cây khác kém phát triển, khiến chị rất vất vả, vừa phải dặm lại những cây chết, vừa phải tích cực chăm sóc để cây nhanh hồi phục và phát triển. Quá trình thâm canh cho thấy, ớt thường gặp một số loại sâu bệnh như bệnh thán thư, chết xanh, bọ trĩ, nhện đỏ. Khó khăn là vậy, song ngoài sự nỗ lực của bản thân,
chị thường xuyên nhận được sự quan tâm giúp đỡ của công ty, từ việc kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đúng quy trình kỹ thuật. Vì thế, toàn bộ diện tích ớt của chị phát triển tốt và cho năng suất cao. Trong những ngày đầu đưa cây ớt vào đồng đất quê hương, cùng với sự hỗ trợ của công ty xuất nhập khẩu nông sản T9, chị Tươi luôn nhận được sự quan tâm, động viên khích lệ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện và xã. Chúng tôi đánh giá rất cao cái sự năng động, dám nghĩ, dám làm của chị Vũ Thị Tươi. Chị đã đưa mô hình trồng ớt về địa phương, hiện nay là gần 7 mẫu. Thế và trên đồng ruộng thì chúng tôi thấy rằng là quả thì hiện tại là quả đang sai. Và ớt thì cho thu hoạch là cũng khá đều. Và từ mô hình này thì mong rằng là những người dân của xã Dị Chế và các người dân các địa phương sẽ đưa những cái giống cây mới để được vào đồng ruộng để làm sao mà đạt được cái hiệu quả kinh tế cao trong cái đối trên một đơn vị diện tích. Hiện tại ruộng ớt đang cho thu hoạch rộ, mỗi tuần thu được từ 1 tấn đến 1,5 tấn quả. Để thu hoạch ớt đúng thời điểm với chất lượng tốt nhất, có lúc chỉ phải thuê khoảng 30 người thu hái. Ớt quả được công ty xuất nhập khẩu nông sản T9 thu mua ngay tại địa phương thông qua hợp tác xã Minh Tiến, huyện Phú Cừ với giá 20.000 đồng 1 kg. Tôi chảy ớt cho nhà chị Tươi là trung bình là mỗi ngày được 60 cân, được 300.000. Nhưng có người ta tích cực hơn là được hơn độ khoảng 350 hoặc hơn tí. Khi mà chị Tươi cho cái ớt vào thì cần nhân công lao động. Thế thì trong cái thời điểm mà chăm sóc ban đầu thì 150 cho đến 170.000 một công. Thế và đến khi thu hoạch, nhìn chung là mỗi một công nếu thu hoạch rộ là từ 250 đến 300.000. Bởi lẽ một người người ta làm được, người ta thu nhiều là được 60 cân. 60 cân mà giá 5.000 một cân là được khoảng 300.000. So với công làm mảnh của địa phương thì làm mảnh thì tích cực cũng chỉ được 70-80.000. Nói về những kết quả bước đầu trong việc đưa cây ớt vào đồng đất Đa Quang, chị Tươi cho biết, đến cuối tháng 5, trung bình mỗi sào đã cho thu 3,5 tạ quả. Nếu thuận lợi, chị có thể thu được gần 1 tấn ớt trên một sào. Như vậy, trừ tiền giống làm đất, công trồng chăm sóc, công thu hoạch, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, dự kiến mỗi sào cho thu lãi từ 12 triệu đồng đến 13 triệu đồng. Mức thu nhập cao như thế này là niềm mơ ước của các hộ làm nông nghiệp tại địa phương.